Tuyền xin chào cô chú anh chị và tất cả mọi người đã quay lại kênh Nước Kim Tường Hà Nhật Bản nha. Hôm nay Tuyền lên được 35 số ha. Thì hôm nay là nồi chảo nha, còn mấy cái nồi chảo với hàng chảo nó xấu xấu, nồi nó không có nắp rồi nè. Hôm nay là Tuyền thanh lý ha. Đó, và có mồ dao nè. Hôm nay muỗng nĩa ha. Muỗng nĩa cái mấy anh kêu soạn mấy anh mấy chú kêu soạn muỗng không à. Muỗng nhiều cho nên là hôm nay thì soạn combo muỗng ha, muỗng nhiều chứ không có combo giá đồ ít. Rồi hôm nay dao ha, hôm nay mấy dao đẹp đẹp không ha, hôm nay combo dao đẹp. Rồi trước khi vào video thì cái hình thức thanh toán thì ship COD nhận hàng thanh toán thì cô chú anh chị mình thanh toán thêm tiền ship ha. Còn nếu mà chuyển khoản mà đơn 300 trở lên chuyển khoản thì tiền sẽ vào ship. Còn mà đơn mà một mã mà chuyển khoản thì chuyển khoản thêm tiền 15k tiền ship ha. Rồi số 1 dao. Số 1 dao ha, dao một con dao chặt và một con dao gọt ha. Cái này kiểu giống như giống như dao gọt trái cây ha. Và dao bản lớn. Dao này dao đẹp nha. Dao cán gỗ. Dao gọt này nói dài 15 nè. Bản gọt 3,5 ha. Dao cán gỗ ha. Cái con dao này mài lại rất là sắc nha. Rồi một con dao chặt. Bản dày nè. Dao này cán gỗ luôn. Có chữ hình chìm ở đây ha. Đây cái bản này dài 16 ha. Cái bản nó rộng tới 5,5. Nó dày, cái này nó cũng dày để coi mình. Cái này nó dày 3 ly. 2,5 ly. 2,5 ly. Dao này nặng nha, chặt được. Này mài lại. Mài lại mới chặt đi nha. Rồi số 1 ha, số 1. Số 1 một cặp dao này 200k. Số 2. Đây, số 2 ha. Một con dao cán gỗ ha. Có chữ đây mà tiền nó không ra. Dao rất là đẹp, dài 18 ha. Bản rộng 4,2. Cán còn rất là ok. Dao cay nè. Cái này dài 18,6. Rồi bản rộng 4,6 luôn. Cán nhựa ha. Rồi, cặp dao này ha, cặp dao này số 2 ha, 200k. Con dao thép 3 lớp ha. Dao nhựa thép 3 lớp cán gỗ ha. Cán gỗ thì nó màu xấu xấu cái cán gỗ ở đây ha, nhưng mà vẫn chắc thừa ha. Dao thép 3 lớp. Thép 3 lớp mình mài là rất sắc, rất là bén nha. Rồi đây là một con dao cay ha. Đây là dao cay. Cán nó bị cháy một đường đi. Đó, cái cán như thế này, cán nhựa. Lưỡi dao còn rất là đẹp, cái này dính keo, dính nhựa cái gì. Cái này dài 14, bản rộng 4,2. Rồi một con dao gọt, trái cây dạng lớn, rất là đẹp luôn. Nó vô tiền vệ sinh không sạch thôi, cán gỗ ha. Mấy cái dòng dao này mài lại rất là bén, 13 năm. Cái bản nó rộng 3,5 nè. Rồi ba cây này ha, số 3 ha. Số 3 200k. Số 4 một con dao thép 3 lớp.
cái mỏ chỗ này, cái mũi nhọn chỗ này là gãy rồi nha, gãy rồi nha mấy anh mấy chú. Đó, đây có một chữ hình kìm đây, cho thêm ba lớp cát nhựa ha. Mấy cái thép này nó có một lớp thép ở trên phần giữa cho nên nó sẽ dễ bị xét đây nè, nó làm mài lại ha. Cái lưỡi này nó bị rỉ rỉ rồi, cái này mình mài lại là không có vấn đề gì hết. Đó, lớp thép nó mài tới bên đây rồi. Rồi, một con dâu cay bản rộng đẹp luôn, quần quả này là dơ dơ thôi chứ không có gì hết. Cái con dâu cay này dài 14, rộng 4/2 nè. Rồi, một cây dao gọt trái cây nè, có chữ in chìm hết in da băng đây luôn ha. Cái dao gọt trái cây này mình gọt dưa gọt cà đồ đó không bị dính nè, cán gỗ luôn ha, cán gỗ của nó rất là chắc mà nó kiểu nó hở nhìn. Đó, số 4 ha, số 4 200k. Số 5. Số 5. Đây là một con dao đứt. Ha, con dao này còn là con dao đứt. Hai cái đút chốt này thì nó bị mất hai cái đút chốt nè. Nhưng mà còn cần vẫn còn cần rất là chắc, chắc ha. Cái này cứng khừ luôn. Cái này dài dài 17 năm ha. Rồi cái bản của nó là 4/4. Rồi. Đây là một con dao của Đức nữa. Con dao Đức nè. Cán này là cán gỗ, gỗ xanh luôn á. Rất là nặng luôn, cảm giác nó rất là chắc chắn. Cái này dài 17 năm nè. Cái bản của nó là 3/5. Hai dao của Đức ha, dao của Nhật. Rồi một con dao Thái luôn. Thái một mặt. Lát á. Dao này dài, nó dài 20 luôn nè. Bản chắc tầm 2 phân. 3 phân luôn. Rồi. Rồi số 5 ha. Số 5 200k. Số 6. 6 ha. Một con dao bản rất là dài. Dao này dài 22 năm. Bản rộng 4 phân. Có mấy in dao băng đóng chìm luôn. Cán gỗ ha. Tôi khắc chữ đây nè. Ủa, con dao này nó mỏng, nó đẹp. Dao này mài xong nó mét nhưng mà thấy cán gỗ luôn ha. Dao này 17 năm. Rộng 4/5. Rồi một con dao gọt trái cây. Dao này của Âm Quai Đức. Dao này nó cán gỗ màu xanh luôn á. Dao gọt trái cây, dao này dài 12 nè, bản rộng gần 3 phân ha. Đó, rồi số 6 ha. Số 6 là 200k. Số 7. Số 7. Số 7 là con dao Đức. Đây một con dao Đức ha. Dao Đức này, dao Đức nó nhìn nó chắc chắn và nó đẹp. 17 năm. Rộng 4/2. Đây một con dao Đức cán gỗ luôn. Cái lưỡi nó hơi mòn. Cái này 17 năm luôn. Cái này rộng 4 phân. Rồi một con dao gọt trái cây cán xanh luôn nè. Cán gỗ màu xanh rất là đẹp nè. Cái này dao này những dây vàng dao, dòng dao chống dính nè, rất là bén nha. Cái dòng dao này là bén lắm, mài sơ cái là bén lắm. Rồi số 7 200k. Số 8. Số 8, đây là một con dao Đức cán nhựa ha. Con dao Đức cán nhựa. Đây con dao Đức cán nhựa. Cái chỗ này nó bị hơi dính. Cái này mình mài lại là không sao hết. Con dao này dài xém 17/8. Rồi rộng 4/3. Rồi một con dao dao này dài 16 năm. Rộng 4/5. Đó, dao này đúc nguyên khối luôn. Đúc liền nguyên khối ha. Cái này nóc. Rồi cái dao này là dao thép 3 lớp. Cán gỗ ha. Cán còn cắt ha. Dao này mài lại trời.
số 9 là một con dao xếp. Một con dao xếp, cái này hàng này hàng của Đài Loan. Cây này khỏi mài luôn, bán sẵn luôn. Cây này nó mới nha. Thép nó cũng còn mới, cán cũng còn mới luôn. Cây này của Đài Loan, cây này lưỡi còn rất là bén, khỏi mài. Nó còn xét chỗ này cho nên hơi chích, hơi cứng. Cái lưỡi này nó mới chưa mòn luôn nè. Cái bản hàng bản nó 2 phân ha. Dài nó 8 phân. Đó. Rồi số 9 150. Rồi số 10 một con dao đa năng. Nó đúng rồi đó, đa năng nè. Cái này cái muỗng nè, dao này để mình đi rừng đi du lịch đồ nè. Rồi một cái dao nè. Cái này mình mài lại. Nó có mấy chức năng này, 2, 4, 6 chức năng ha. Mấy khui nè. Dao nè. Một cái nĩa nè. Đó, nó như vậy. Cái này nó bằng, cái này nó bằng nhựa. Đi ngoài nói chuyện. Cái này bằng nhựa, tại tiền vệ mới vệ sinh mới rửa lại. Bị gãy một cái chức năng rồi, nó gãy một cái chức năng mở lon rồi, mở hộp rồi, mở rượu đó, muỗng ha. Đây năm, nó còn cái năm chức năng à. Rồi cái này 200k, hoạt động tốt hết nha mấy chú. Cái này mình giao thì nó muốn bén nữa thì mình mài lại thôi, còn mấy cái này thì hoạt động tốt. Đó, rất là gọn ha. Đó, đây nó có cái móc treo. Này mình treo nè. Rồi số 11 ha, 200k. Số 12. 12 là một cặp kéo cắt cành, có một cặp kéo tỉa hàng rào. Đây một mấy cái tỉa hàng rào này tiền chỉ vệ sinh thôi chứ chưa có mài nha. Cái này mấy anh mấy chú về mình phải mài lại nha. Mẹ vệ sinh nó còn sáng luôn. Đúng rồi. Xịt cái G7 vô á. Xét á. Nè nó có cái móc khóa đây. Cái cây này nó có trợ lực. Đó, nó có cái lò xo trợ lực đây nè. Nó là cái trợ lực thì mình đỡ mỗi tay đây. Cái mấy cái lưỡi này từ vệ sinh thôi, không có mài ha. Cái này là vẫn VC, mấy anh mấy chú về mài lại. Các máy bé. Má ơi. Ai. Đây, cái này là tổng dài, tổng thể của nó là dài 53 ha. Đó, cái lưỡi cắt của không nó là dài một tấc 2 á. Trong cái lưỡi cắt được á là một tấc 2. Đó, cái này là cán cán này là cán nhôm nha. Cái này cán nhôm, cán nhôm nha mấy chú. Ở ngoài đầu ngoài này thì nó có một lớp cầm tay cầm là bằng nhựa. Còn này là cán nhôm. Cái này cũng vậy, cây này cũng vậy. Cây này thì nó cây dài nè, một cây dài một cây ngắn ha. Cây này cũng cán nhôm luôn, một cặp cán nhôm. Bữa nay được hai cặp kéo cắt cành là để hàng rào, một cặp nhôm cán gỗ. Đây, cái này dài tới 69 nha. Xếp 70 luôn á. Dài ghê. Tay cầm nè ha, tay cầm ơi nó bị xước nha. Đó, lưỡi nè. Số 12 ha, 200k một cặp kéo thế này. 200k. Số 13.
cái này dài 64 năm ha, 64 năm. Đó, lưỡi nó không mẻ. Chỉ về mài lại thôi nó cán gỗ. Rồi, số 13 ha. Số 13 cặp kéo này 200k. Số 14, 14 là hai cái cây bắp silicon. Hai bắp silicon ha. Đây, có chữ in chìm đây. Hôm nay tiền sổ muỗng nĩa nhiều, tại vì hôm qua
sọn hơi nhiều, hôm nay tiền sọn nhiều ha, nhiều cái này đó, đủ đĩa ha. Cái này là 20 cái muỗng và 5 cái đĩa. Nói chung là cái này đa phần là giống nhau hết, nó không có đủ bộ nha, nó tại hàng bãi mà, nó không phải là 10 cái giống nhau ha, cái mỗi cái nó khác nhau ha. Đó, giống như cái này đựng cặp này, tìm cho nó đi một cặp nè, nó là từng vệ sinh chưa sạch nè, nó chưa có sạch thôi chứ rửa sạch rồi, rất là bóng là mới ha. Rồi combo nào cũng vậy hết, 20 cái muỗng và 5 cái đĩa đó, cho bác nào mình dùng gia đình mình dùng cần muỗng nhiều đó. Rồi số 17 ha, 200k. Mười tám cũng vậy luôn ha. Nên cái nào cũng giống nhau nên nó xê xích với nhau hết. Muỗng tròn muỗng dài ha, dày có, mỏng mỏng cũng có, mỏng nhưng mà mấy cây đốc này không phải là dạng mỏng lon cho nên mấy chú yên tâm ha, rất là dày. Rồi số 18 nha, 19, cái nào cũng vậy ha, 20 cái muỗng và 5 cái đĩa đó, 5 cái đĩa ha. Muỗng đó, có muỗng, có cây căn nhựa ha, có muỗng căn nhựa nữa ha. Đó, rồi số 19 200k. Rồi số 20. Rồi, số 23 ha, 200k.
xíu. Mấy cái muỗng inox. Trời ơi, có cái muỗng gì đâu mà nó dài nè. Đó. Rồi một cái giá canh rồi to. Rồi một cái sạn, một cái dao ăn bò. Bây giờ rồi năm mấy cái đĩa. Rồi mấy cái muỗng nhỏ. Mấy cái muỗng cà phê nhỏ nè. Ba cái muỗng cà phê với hai cái cây nó có cái ghim. Rồi một cái đánh chấm nhỏ, rồi một cái khuôn hộp. Cái khuôn hộp này nhỏ. Đáng nhiều. Đó. Cái này nó có xét nha. Đây cái cán nó bị cháy. Rất là cứng. Đây là cắt cứng thừa. Rồi một cái giá thừa ha. Một cái gấp. Một cái sạc. Một cái đánh trứng. Cái dao, một cái khui. Mấy cái muỗng inox. Rồi một cái ép tỏi. Rồi số 25 200k. Rồi xong rồi tới combo nồi 26 nè. 26. 26 là một cái ấm và một cái đòi đèn rồi nó không có nắp. Cái này nhà mình có xài nắp thì mình về mình xài chung đi ha. Rồi mất tiêu một hết đâu mất tiêu rồi. Đây cái nồi inox. Cái nồi này cũng khá dày mà nó không có cái nắp. Đây cái quai cũng còn ok luôn, quai vẫn còn mới. Cái nồi này cũng còn khá mới luôn á, mà tại nó không có, chỉ có cái là nó thiếu cái nắp thôi. Cái nồi này rộng 26 năm. Cái nồi này nó cao một tấc mốt. Đâu rồi? À nó có cái lằn trên đây, nó có cái đứt ra. Nó đứt cái miệng ở ngoài á, cái cổ sắn á, đó. Giống như nó bị đè lại á, nó bị cứng đây nè. Nó cứng đây hai cái nè. Nhưng mà nồi thì trong là rất là mới. Đó, cái này từ đo kỹ nha, mấy anh mấy chú xem kỹ nha, đó là 26 hay 26 năm á. Nên là mình nhà có đất thì mình sử dụng. Okay. Rồi một cái ấm bằng nhôm, cái này là nấu ga nha. Hai cái này là nấu ga, không có nấu được bếp từ. Đây một cái ấm nấu nhôm, nó bị móp chỗ này. Cái ấm nhôm này rất là to nha, cái ấm nhôm này phải đựng từ 4 lít nước. Cái ấm nước bằng nhôm. Mình có thể chiên luôn nè. Cái lớp chống dính nó còn rất là mới.
có bị ố đây một hai lần nè, bị xước á, chứ còn ở trong nè, đó. Nó bị ố, nó bị xước hai lần đây thôi. Cái chảo này to nha, cái chảo này rất là to. Trước có cái chảo này tới 29 nha, chảo này 29, không nếu mà lọt lòng trong thì 28, cao 6 phân rưỡi. Có cái quai nó bị chày đâu rồi. Đây, cái quai nó chạy nước sơn đó ha. Chóc chỗ này một miếng nước sơn. Đó. Rồi, số 27 230k. Đây, 28. Cái nồi này rất là cao luôn. Mà nó không có cái nắp luôn. Bên hông nó dày, đáy nó không dày bằng cái bên hông nha. Đó, cái quai nó rất là dày luôn. Đây, hàng chữ nhật có hình diệm đây luôn nè. Bấm nước nè. Để tích. Rồi. Cái này nó 22. Ủa 20 chứ. Là cái nồi này nó nấu được 5 lít nước. Đây. Tới đây số 5 nè. Quá trời nó không có nắp. Tiếc ghê. Một cái rồi, một cái chảo. Một cái chảo chống dính. Cái chảo chống dính này men chống dính vẫn còn chưa chống, nó bị ố thôi. Nó bị chày nè, cái này là nó bị chày qua chày lại. Nó ngoài thì nó xấu xấu gì mấy cái này, nói chung là hàng hôm nay là hàng thanh lý hết rồi. Hết hàng đẹp rồi ha. Được thôi. 24 năm. Rồi cao 7 phân, chảo lồng sâu. Cái này vẫn còn chiên xào ok nè. Rồi một cặp này luôn. Tiền bán nguyên combo vậy luôn, 28 ha, 230k. 29. Đây một cái nồi nhôm. Cái này là nấu nãy giờ mà cái nào cũng nấu ga, muốn nấu từ nha mấy anh chú nha. Đây một cái nồi nhôm rất là mới luôn. Mới như thế này nhưng mà nó không có cái nắp. Ác không? Rồi mới vậy dễ thương ghê luôn á. Cán nè. Ủa, đúng rồi, cái quai cầm nó là rất là chắc chắn luôn. Cái này nó còn mình gỗ nè. Nè, tem đồ còn mới như mới luôn. Nhưng mà không có cái nắp. Rồi, số này nó 23 nè ha. Ủa, này nó cao một nấu nồi canh luôn. Rồi một cái chảo luôn, một cái chảo chống dính. Trời ơi, cái chảo người ta mới gì nè, mà nó cấn ha, nó cấn lỗ. Đó. Cao ở ngoài vẫn còn mới luôn, cán còn mới luôn nè. Nhưng mà ở đây bị cấn nè. Cái này mình cạo cái lớp này ra, cạo gì nó cũng không chốc ra cái lớp men nữa. Đó, cho nên nó cấn gì đó, nó nhìn nó xấu thôi nhưng mà mình vẫn xài ok. Mình vẫn xài ok ha. Rồi cái này là 26, cái chảo này bà rộng 26 nè, cao là nó cao 5 phân. Nó này bán nguyên combo rồi luôn, 230k luôn. 29 rồi, số 30. 30 là hai cái chảo luôn, một cái chảo chống dính. Đây. Nó có chày sơ sơ cái lớp tại tiền vệ sinh hồi sớm nó cũng chày nữa. Chứ cái này là hồi nãy nó cũng có chày một hai cái nữa. Rồi. Chảo này ha. Này nó nóng nó bị ố. Quay nè, chắc chắn. Rồi. Cái này rộng 21. Cao 5 phân. À, cái cán nó bị chóc cùng nó mất cái miếng trên đây rồi nha. Cái miếng mà để trang trí á. Rồi, còn một cái chảo chống dính này rất là to luôn.
chảo chống dính lòng sâu ha, cái này chỉ bị chày thôi, chày nó ố đó chứ khó, cái lớp men chống dính vẫn còn xài ok đó, nên nhìn nó xấu xấu nè, cái chày chùa rồi nó ấy, chứ còn mấy cái này là men chống dính lòng. Tùy xài mấy cái chảo này rất là nhiều rồi, mấy cái chảo nhìn nó xấu xấu quá, xài đã lắm, xài hoài nó không có chống men đó. Bây giờ nè, chà muốn chết luôn, rửa này rửa cái chảo này muốn xỉu luôn. Cái này có nấu được từ ha, cái cặp này là nấu được từ hết đó. Chảo này rất là rộng nha, cái chảo này 28 luôn á, rộng 28, cao 8 phân. Rồi một cặp chảo này luôn ha, 250. Rồi 31 đâu? 31 này. Đây. 31. 31 là một cái ấm, một cái ấm này là cái ấm tráng men. Cái ấm tráng men mà nó bị mất cái tay cầm. Đó. Mất cái tay cầm đây rồi mấy anh mấy chú về mà mình chế tay cầm hay là mình cầm gì luôn rồi cũng được. Nó hơi nghiêng nghiêng á. Đó, nhìn tráng men này nó rất là dày luôn nè. Nó có cái lược ở trong đây luôn, lược trà đó, mình để trong trà đó, lược trà mình nấu luôn. Ôi, trong nó bị ai, cái này nó bị cấn nè, nó cấn chóc cái men của người ta trong này luôn, chóc một miếng men chỗ này nè, nó chóc một lỗ men này luôn nè, đó cái lớp men trong nó nè, đó cái chảo này qua cắm này cũng men ha, rồi nó có cái giật trà nó mất cái quai. Hôm nay là mấy cái hàng mình dọn kho thanh lý hết rồi. Cái chảo này là 24 nè, cao 6 phần ha. Đây cái chảo này men cũng không có chóc luôn đó, nhưng mà ngoại hình rất là xấu, khác lạ hết trơn nè đó. Giờ mình vệ sinh được trắng nữa thì ok, còn không thì mình vẫn xài được nè. Nó nguyên cái lớp men trong này nè, không chóc luôn gì hết. Rồi nguyên cái combo này luôn, số 31 200k. Số 32 một cái chảo, chảo này nấu được từ, cái chảo chiên này nó chiên 3 ngăn, chảo này nấu được từ, chảo đang còn khá mới. Đây men nó không có chóc mà nó bị dính, nó bị ố cái gì đây nè, men nó màu xám ha, nó có 3 ngăn nè, mình chiên 3 ngăn ha. Chiên trứng, chiên xúc xích, chiên bò. Bên chiên trứng, xúc xích, chiên bò. Nè nó dơ ha, mình rửa, sạch thôi. Cái chảo này chảo Nhật. Đó. Nè, dòng men bề men ở ngoài cũng vậy, cũng còn mới luôn. Chảo này nặng ghê. Rồi cái chảo này là rộng 27 nè. Rồi cao 5,5 luôn. Đó, rồi số 32 200k. 33 là một cặp. Cặp chảo này luôn đi, một cái quánh ha, một cái quánh tấm kính. Cái quánh này nhìn xa thì rất là đẹp, nhìn nó vậy thì nó rất là đẹp ha, nó hầu như nó mới luôn, nó bị ố ố gì nè. Cái này mỏng nha, cái quánh này mỏng, nấu canh ở nhà được. Nó bị ố nha, cái này nó bị ố trong rồi nha mấy anh mấy chú. Cái này mấy anh mấy chú mà có rửa được thì ấy chứ, còn thì xài. Nói chung nó bị ố đây nè, nó chắc bà nào bà để cho nó khét hay sao, ố bên hông nè. Mà cái nhìn cái này rất là mới luôn á, mà nó bị ố đúng vậy thôi. Cái quánh này sâu lắm nè, cái quánh này là nó cao 20 ha. Ồ, nó cao 1.4 ha, 1.4 phân. Rồi một cái chảo này xấu xấu luôn, một cái chảo là chảo chiên lòng sâu. Đây. Nó chóc. Nó bị cạ chóc men nè. Mà tiền lấy cái tay tiền khự hoài, cái men vòng vòng nó cũng không chóc nữa. Nó chóc chỗ này thôi ha. Chảo lòng sâu.
mà giống lớp men bên đây thì vẫn còn ok, chỗ men này chạy chạy bằng lấy tay cạo nó không ra luôn. Nó bề ngoài nó cũng còn rất là mới nè ha, bề ngoài nó nhìn nó cũng còn khá mới luôn ha, mà ở trong nó bị cứng, chồng chồng với nhau á dễ bị cứng lắm. Đó, cái chảo này là 24 nè, rộng 24 nè, cao 20 cao 8 phân đó, rồi bán một cặp này luôn 230.000. Rồi số 34 là nguyên nguyên cái thao này luôn. Cái này là đây, cái này là nguyên cái nói gì nè, mấy cô làm gì á, đổ bánh đổ rau câu gì á, đổ rau câu đây nè, hình dạng đổ rau câu nè, hình dạng bông nè, cái này đổ rau câu rồi cắt á, cắt á rồi mình để vô cắt bánh cắt rau câu vậy nè, nó đủ luôn ha, nó nguyên cái này luôn nè, con chim con vịt này, con vịt nè đó, cái bông nè, con này con gì không biết à, nó chim con gà trái tim nè, nó đủ màu đủ hình dạng luôn nè, con vịt con le le đó, nó nguyên combo gì luôn đó, cho nên là tiền bán cái này combo này ai mà làm bánh làm gấu câu nguyên vậy. Rồi hai cái ly luôn, nay được hai cái ly này ha, ly gốc cụ thời thời nhà vua gì, thời nhà vua ta chơi đồ cuối hay chơi inox. À nó có cái thao này nữa nha, đây là một cái thao nhỏ, thao inox nhỏ là nguyên combo trong cái thao này hết, là mấy cái thao này luôn đó, cái thao này luôn nè. Rồi rồi thêm cái thao này nữa, cái thao vuông này nữa, rồi mấy cái dao này cắt bánh luôn, cắt bánh cắt rau câu luôn. Rồi một cái thao inox vuông. Còn cái này nó dài 36 ha. Ngang của nó là trời ơi số hoài vậy lùng 26. Rồi nó cao một tấc, gần một tấc 3. Đó nó có một cái giống như này, giống như là cái bồn nước vậy. Tới đây nó thấm nước. Đó. Vậy luôn ha. Bánh thôi. Rồi số 34. Cái thao này nó tới cái thao này. Cái thao này 22 nè. Cao 7 phân. Đó, rồi 34 ha, 300k nguyên gỗ. 35. Rồi, 35 combo 35 luôn. Một cái bình giữ nhiệt nè, cái thao cái phích. Đó, cái này nó 13. Cái này nó cao 15. Ngoại hình nó thì cũng còn được, cũng có chạy chùa sơ sơ. Đó. Rồi một cái ly pha chế luôn, một ly inox pha chế luôn. Rồi một cái ly inox này, trời ơi, cái ly inox này nó dày bà bố luôn, rồi cái miệng nó dày nè. Mấy cái ly này không biết có giữ nhiệt không, dạng dạng giữ nhiệt đó. Rồi cái giọt này rất là dày. Rồi một cái ca mình lựa luôn, pha trà pha đồ gạt nè, cái này nó gạt á, nó cái nào nó dướng dưới đáy á, cái mình gạt á, nó cho nó chảy nước xuống dễ nè. À cái này mình làm gì ta, xay rau má. Rồi thêm một cái gỗ cái gỗ inox, gỗ inox rất là dày nha, gỗ inox này cứng và chắc chắn luôn nè, để tiền đo kích thước đây. Cái này là dài dài của nó là 34 ha, cao của nó là 1 tấc, ngang của nó là 24 đó, inox rất là dày và chắc chắn.
nguyên combo này luôn. Rồi số 35 ha, 300k nguyên combo này. Rồi số 35 đã kết thúc cái video ngày hôm nay. Tiền xin cảm ơn mọi người đã xem kênh và ủng hộ. Xem kênh mà thấy thích thì cho Tiền xin một like ha. Và ai chưa đăng ký kênh thì mình đăng ký kênh để cập nhật những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.